đi làm của tao. Ờ, chị bớt đi rồi chị cho em á. Không, tao bớt đi rồi thì tao bớt ra sở tác lông cho mày đâu. Gì đấy hả? Con không dùng thì sao con không cho em chơi ra xe luôn? Nhưng mà đây là xe đạp của con mà con thích thì con cho, con không thích thì con vứt. Này, cái xe đạp này à, mẹ cũng phải làm vất vả lắm mẹ mới mua được cho con cái xe. Con không biết trân trọng như thế là sao mẹ không mua cho con cái gì cả? À, mẹ ơi! Này, con ơi. Này, bác cho con cái xe đạp này này. Cái xe đạp này tuy hơi cũ nhưng mà vẫn đi được hết con ạ. Thật mà, đây này, ngoài ra thì bác còn cho con thêm cả cái xe đạp đồ chơi này, rồi cả mô tô kẹo đồ chơi nữa này. Con. Rồi con đi thử đi. Bye bye nha. Có tiền không? Không có tiền, đi ra chỗ khác mà chơi. Này, tao bảo ngày xưa cô Hà này mà đi học nhá, có khi cô phải làm lớp trưởng ấy nhở. Không như là lớp trưởng đâu, cơ cô này nhá, phải rất chi là nhiều trường đại học đón cô này vào học đây. Này, 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 hai đứa, cô cho hai đứa gói ăn hàng ngày. Dạ, cá xin cơ. Này, cô ơi, sao? Cô ơi, cô bán hàng vừa tốt tính, này còn vừa hào phóng đấy nhở. Ừ, đúng rồi đây, cô xinh từ trên xuống dưới, cô ơi cho cháu lấy vía xinh đẹp của cô nhá. Để con nhảo vía cháu này. Này, cô cho thêm mấy cái gói ăn vặt nữa này. Cháu này, cho ba cái nữa này. Dạ, cháu xin cô ạ. Cô ơi, gì? Cô bán hàng đúng là cũng được vô lượng nhở. Ừ, có khi nhà cô là tài phiệt đi chứ. Ủa, tài phiệt luôn. Ờ, đã tài phiệt thì cần gì cửa hàng. Này, có bao nhiêu cửa hàng này, cô cho hai cháu hết đấy. Cháu xin cô ạ. Cháu cảm ơn ạ. Mất Tết đi, ai mua mất Tết? Chú Huy Phi này. Chị ơi, cho em mua mất Tết. Ồ, mua bao nhiêu em lấy đi. Dạ vâng chị ạ. Chị ơi, chị có mừng xem bà thật không ạ? À thật á, có em. Ừ, cho chị cho em mượn bạn này một tí nhá. À thật thế nào em? Bây giờ em sẽ đút mất Tết vào bụng em. Bây giờ chị đoán mất Tết ở đâu? Trong bụng em. Sai rồi. Úm bụng, úm bà đặt mua. Mất Tết ở đây là... Giỏi quá em ơi. Này, chị tặng cho em lì xì này. Cho em cả tiền nữa này. Em quá giỏi luôn. Em cần chị em về nhé. Có con đặc biệt tí mà cũng khoe à, nhìn đây này, ta đây có lọt siêu to khổng lồ nhá, có không? Con lợn này chỉ đẹp rồi đấy, nhưng chắc gì đã nhiều tiền mà con lợn này, con lợn bên trong con lợn này tận 200.000 đấy, bên lợn đấy có bao nhiêu? Con lợn của mày có 200.000, con lợn của tao có 201.000, có chưa, nhiều hơn rồi nhá. Em mới nói đều có lợn. Thì chị có gì? Chị không có lợn. Cái đồ không có lợn tiết kiệm. Chị không có lợn tiết kiệm, chị chỉ có cái này thôi. Ngoài ra còn có chỗ này nữa. Tiền. Ôi chị lợn. Chị lợn ra, chị mới thật tiền với chị lợn ra. Nha, hôm nay con đi. Con được 7 điểm ấy, nên thấy con giỏi chưa? Wow, thế thì cứ thế mà phát huy luôn nha. Mẹ vừa cho con có bim bim rồi sao con lấy của chị thế hả? Ôi mẹ, thôi em nói bé để cho em nó ăn đi. Chị em mình phải yêu thương nhau. Wow, đúng là chị cả khác. Biết yêu thương em như thế là tấm gương đây này. Này, thế thì mẹ cho con khá đúng đồ ăn vặt này luôn. Không cho em nữa, được chưa? Con cảm xin mẹ. Như nhiều đồ ăn vặt như này, con chỉ giữ một gói thôi. Còn đâu con cho em hết à? Ôi, con gái của mẹ giỏi quá. Để mẹ về mua cả bịch cho con. Dạ, mẹ. Con đi kìa, dạ ra con đi kìa. Chị bảo với mẹ chị cho em thôi mà. Đấy là tao nói với mẹ, chứ tao có nói với mẹ như thế đâu. Chị bảo với mẹ là hai chị em cũng yêu thương nhau mà. Yêu thương gì mày, làm sao có mấy đồ của tao nhớ chưa? Bánh ngon quá. Hả? Chỉ có mỗi một cái bánh mà cũng khiến ngon. Em có tận hai cái bánh mà em chẳng nói gì đây này. Hả? Điêu, có hai cái thì mang chị xem nào. Cái gì cơ? Em mà phải nói điêu chị á. Chị nhìn đây này, cái xe đạp của em tận hai cái bánh. Mà đã thế nhá, hai cái bánh này còn có cả kẹo cơ. Ôi, cho chị xem cái nào. Mơ đấy mà hô bị. Chị xem cái, chị thèm diều hút của em. Em nhìn đây này. Hả? Mô tô á, chị có thể đổi cho em được không? Mỡ mà hút ấy. Nhìn này, hôm nay con được giấy khen, con được học sinh giỏi luôn. Trời ơi, giỏi như thế này á, giờ làm nào bây giờ nhở? Hay là mẹ cho con đi chơi công viên đi. Chơi công viên á? Này mẹ bảo này, con vừa mới về xong chắc là mệt đấy. Bây giờ con vào trong phòng nghỉ đi, xong đến chiều để mẹ cho con đi nhá. Mẹ cảm ơn nhá. Ừ. Vâng, để con đi vào ngủ
moments later. Sao trời lạ thế nhỉ? Hả? Sao trời tối nên mẹ không gọi mình? Mẹ à! À, dậy dậy rồi đấy hả con? Ngủ say thế mẹ không lỡ gọi. Mẹ có tình đúng không? Mẹ đã hứa với con là chiều cho con đi chơi công viên mà. Con không chịu đâu. Đừng khóc nữa, đợi lấy giấy khen lần sau mẹ cho đi công viên nhá. Mẹ à! Này mẹ cho hai con thạch này. Con xin mẹ. Con xin mẹ. Ngon rồi đấy. Ngon quá. Ui, chị vẫn còn à? Chị ơi, cho em xin một miếng. Con của em đã hết rồi. Giờ con phần của chị phải ăn chứ. Không cho em đâu. Ôi, chị không cho em mách mẹ. Mẹ ơi, chị không cho con thạch. Đây phần của con đây mà con đòi của chị. Đây là phần của con chưa ăn hết mà. Con không chịu đâu, mẹ phải bỏ chị cho con cơ. Mẹ. Thôi con ơi, cho nó đi con. Cho em đi. Này, đấy mà ăn đi. Em xin nhá. Đấy, mẹ thương em nhất mà. Lên lên lên. Thôi, đùa. Mẹ cho con này. Wow, con xin mẹ. Ờ, mẹ. Nào, bây giờ thì mẹ thương ai nhất nào? Chị cho em ăn với. Còn lâu. Mất Tết đây, ai mua mất Tết nào? Ôi trời ơi, ai mua mất Tết đây? Mua mất Tết bên này được thưởng lì xì luôn nha. Bên chị cũng có này. Ôi trời ơi, nhà nghèo bán mất Tết này, chắc biết bên trong lì xì như nào ấy nhờ. Wow, mất Tết này. Nghe rồi, mất Tết này được thưởng lì xì đúng không chị? Ừ, đúng rồi em. Ăn mất Tết nhà chị nhóc vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, lại còn được thưởng tiền nữa. Thế á? Ờ, thế còn nhà chị thì sao? Em ơi, nhà chị cũng bán mất Tết với cũng thưởng lì xì này, em ủng hộ chị đi. Em ơi, nhà giàu bán hàng chắc chắn sẽ được thưởng nhiều tiền, em được mua bên này nhá. Đúng rồi đấy, bên nhà giàu bán hàng chắc chắn tiền lì xì thế nhỉ. Chị ơi, cho em cái mô này nhá. Ừ, đây, của em đây. Em cảm ơn chị ạ. Nhờ bán cho em hồng mất Tết. Ờ, thế đây, đây em ơi. Đây, chị bán cho em này. Thế đây, lì xì em chọn cái nào? Em chọn cái màu hồng. Em bóc lì xì ra xem bao tiền đi. Ôi trời ơi, kiểu gì mà chẳng ít tiền. Wow, 200.000. Ui, nhà nghèo đã 200.000. Kiểu kì, nhà giàu phải 500.000 nhỉ. Wow, sao có 1.000 vậy? Ui, ngon rồi đấy. Con để lớp mình này. Ừ, đúng rồi, ra lại trêu dậy trêu. Ê, uống trà sữa thôi. Uống đi, đừng có ngại. Oh no. Có tiền mua trà sữa không? Nhìn ở thế kia mà mày nghĩ nó có tiền à? Oh. Này, các chị sao lại chơi chị đấy như thế? Chị ai chịu trà sữa không? Em cho chị lái. À, thôi, chị không uống đâu. Chị cũng có tiền lên này. Các em có ăn gì không? Đi vào đây chị mua cho nhá. Hả? Em có. Ừ, thế vào đây chị mua cho nhá. Vâng. Đi thôi. Cho tớ với. Cũng cho tớ với. Uầy, chị em mình nhiều Skippy đi toilet nhỉ? Này, mẹ cho hai đứa gói cái cây mà ăn này. Dạ, con xin mẹ. Ờ, ăn đi nhá. Em ăn chưa đi? Chị ăn trước đi. Thôi, em ăn của em chưa đi, xong rồi tí đã ăn của chị. Vâng ạ. Đây, đưa chị chia cho. Đây này, em một cái. Còn chỗ này là của chị, em biết làm sao mà biết ăn. Ờ, trẻ em đây. Làm sao đấy, làm sao mà con khóc? Làm sao? Chị trêu con à? Chị lấy hết kẹo của con à? Chị này hư thật đấy. Này, đã thế á, không thèm mấy gói kẹo đấy nữa. Mẹ cho con hẳn một túi kẹo này sao mà con ăn, nhớ chưa? Lần sau á, không cho chị ngọc một cái gì hết, được chưa? Chị ơi, em muốn mua kẹo nhà chị có được ăn thử kẹo không? Được chứ em có ăn thử đi, ngon thì mua cho chị. Vâng, để em ăn thử nhá. Ngon hỏng á. Ăn ít thôi em. Em ơi, ăn thế thì đưa tiền cho chị đây. Chị ơi, trả tiền. Ờ, tưởng đã ăn thử mà. Ờ, em ơi, trẻ con nó có biết gì đâu. Thôi thôi, tôi bỏ qua nhỉ. Ờ, nhưng em chưa ăn xong, em ngủ lấy cơm cơ. Oh no. Trẻ con có biết gì đâu. 50.000, người lớn trả đi. Này, của em. Xin nhá. Mẹ ơi. Sao? Hôm nay nhá, con được 7 điểm đấy. Mẹ thưởng gì cho con đi? Mẹ ơi, mẹ thưởng cho em thì cũng thưởng cho con đi. Hôm nay con được 10 điểm đấy. Wow. Thôi nhưng mà thưởng cho em đi. Em lâu lâu đã được điểm tốt mà. Đúng rồi. Cái gì mẹ thưởng cho? Con thích quả tớ cắn giỏ mẹ. Úi rồi, em cứ ở đấy mà cứ làm mơ đi. Ôi dồi ôi, tôi đã ấn đầu em như thế. Thưởng cái gì? Cho mẹ nha. Vâng. Đây, táo cắn giỏ con đây. Thưởng gì chứ? Cái này thì cả tối mẹ cũng có cho con. Này, táo cắn giỏ là con điện thoại iPhone mà.